Trong một giải đấu giao hữu nhỏ, Dortmund đã không thể có được chức vô địch khi thừa nhận thất bại trước đại diện của Hà Lan Feyenoord, trong khi Haaland cùng với Brand còn chưa kịp thể hiện gì thì hàng thủ Dortmund đã liên tiếp mắc sai lầm và nhận liền 3 bàn thua. Auxerre mới gỡ lại một bàn cho Di Borussen. Những phút cuối, Haaland được trao cơ hội trên chấm phạt đền nhưng cũng thực hiện không thành công. Trận đấu khép lại với thất bại 1-3 cho đại diện của nước Đức. Đây cũng là trận thua đầu tiên của Dortmund trong đợt giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới. Thất bại này không khiến Di Borussen không thể giành cúp truyền thống. Bây giờ trận đấu cuối cùng, Feyenoord đã hạ gục được MSV Duisburg. Mặc dù tuyên bố sẵn sàng đảm nhiệm bất cứ vai trò nào tại Arsenal, nhưng Freddie Ljungberg dường như không thật sự hạnh phúc khi đánh mất cơ hội dẫn dắt pháo thủ. Chính vì vậy, huyền thoại người Thụy Điển đã quyết định chia tay sân Emirates để tìm kiếm cho mình những thời cơ mới. Freddie Ljungberg là trụ cột trong đội hình Arsenal đã giành chức vô địch bất bại mùa giải 2023-2024. Cựu cầu thủ người Thụy Điển từng dẫn dắt đội U15 và U23 Arsenal trước khi được lên làm trợ lý cho Pablo Mari trước thềm mùa giải 2019-2020. Chia sẻ trên trang cá nhân, Freddie Ljungberg cho biết: "Tôi quyết định rời bỏ vị trí trợ lý huấn luyện viên ở Arsenal để nâng cao kinh nghiệm cầm quân. Tôi đã gắn bó với câu lạc bộ này từ năm 98 và tôi luôn biết ơn tất cả vì họ đã trao cơ hội cho tôi từ khi còn làm cầu thủ cho đến giờ." Trang chủ Arsenal thông báo họ đã sở hữu chữ ký của tiền vệ 17 tuổi Anna Salah Adin, hay còn được biết đến với cái tên ngắn gọn hơn là Salah, theo dạng tự do từ câu lạc bộ Feyenoord của Hà Lan. Salah, nổi tiếng với sự nhanh nhẹn và sáng tạo ở khu vực giữa sân, là một tiền vệ trung tâm. Sau mai 17 tuổi, đã dành cả sự nghiệp tuổi trẻ của mình tại Hà Lan, phát triển qua các cấp độ trẻ tại Rotterdam trong màu của Feyenoord. Như vậy, Salah chính thức trở thành tân binh thứ tư của Arsenal trong mùa hè này, sau Pablo Mari, Cedric Soares và Willian. Trước mắt, Salah sẽ được chuyển vào học viện trẻ của Arsenal và sau đó sẽ cạnh tranh một vị trí tại đội U23 trước khi tìm kiếm cơ hội để chen chân lên đội 1 trong tương lai. Theo Football Italia, Antonio Conte sẽ sắp xếp rời Inter vào cuối tuần tới sau khi gặp gỡ với ban lãnh đạo. Trước mắt, chiến lược gia người Ý sẽ dành vài ngày nghỉ ngơi sau trận thua của Inter trước Sevilla. Nhiều tờ báo hàng đầu Italia khẳng định, cựu huấn luyện viên của Juventus, Maximiliano Allegri chính là ứng cử viên số 1 để ngồi vào chiếc ghế nóng thay Conte. Allegri chính là người đã kế nhiệm Conte tại chính Juventus sau khi nhà cầm quân người Ý rời lão phu nhân vào năm 2014 để đảm nhận vai trò dẫn dắt đội tuyển quốc gia Italia. Mùa này, Inter dưới sự dẫn dắt của Conte đã về đích thứ hai tại Serie A, kém đội Juventus 1 điểm. Allegri rời Juventus vào mùa hè năm ngoái và cho đến nay vẫn chưa có công việc mới. Trong quá trình tái thiết Barcelona, tiền đạo chủ lực Luis Suarez khẳng định mình sẵn sàng hy sinh nếu điều đó mang lại lợi ích cho đội bóng. Tuy nhiên, mong muốn của chân sút người Uruguay vẫn là ở lại Camp Nou. Ngoài ra, Suarez cũng gợi ý một phương án cho mùa tới. "Tôi chấp nhận ngồi dự bị như tôi vẫn luôn làm trong sự nghiệp. Cạnh tranh là tốt và nếu huấn luyện viên nghĩ rằng nên để tôi ngồi dự bị thì tôi sẽ không có vấn đề gì cả để giúp đội bóng. Tôi còn nhớ chuyện ở Madrid sau khi Real bị Ajax loại khỏi Champions League. Họ nói Toni Kroos đã hết thời, Luka Modric cần nghỉ hưu và Sergio Ramos thật thảm họa. Nhưng chỉ một năm sau, mọi thứ trở nên tốt hơn và các cầu thủ đó là thi đấu thăng hoa và tạo ra một tập thể huyền thoại." Theo phát biểu từ Hans Flick, Bayern Munich sẽ có hai sự trở lại vô cùng quan trọng trong hàng phòng ngự ở trận chung kết Champions League. Huấn luyện viên người Đức cho biết Jerome Boateng và Benjamin Pavard đã hồi phục chấn thương và sẵn sàng ra sân đối đầu với PSG. Ngoài những chia sẻ về tình hình của Pavard cũng như Boateng, Hans Flick phát biểu rằng ông không hài lòng về cách mà các học trò phòng ngự trận thắng 3-0 trước Lyon vào giữa tuần. Trong trận đấu gặp PSG, Hans Flick cũng sẽ phải đau đầu về việc lựa chọn những cái tên được tung vào sân đá chính. Không loại trừ khả năng Joshua Kimmich sẽ được đẩy lên đá tiền vệ thay vì được sử dụng ở vị trí hậu vệ phải. Trong khi đó, Niklas Süle có thể đá chính thay vị trí của Jerome Boateng.